Chiếc nhẫn này đẹp lắm, mà giá trị thì rất là vừa phải, mà ai trong chúng ta cũng có thể sở hữu được chiếc nhẫn này. Wow, một chiếc nhẫn mà Kỳ Lăng đã thực hiện theo đúng sở thích và cảm xúc của khách hàng, theo mẫu mà Kỳ Lăng thiết kế và viên đá của khách chọn. Đây là chiếc nhẫn dành cho quý cô, quý bà. Với một chiếc nhẫn vỏ nhẫn là vàng nguyên khối AU750 với từng viên kim cương hột tròn hai bên mà Kỳ Lăng đã tuyển chọn, cũng như là kỹ thuật chuyên sâu, máy móc kỹ thuật chuyên sâu của thợ chuyên nghiệp, kỹ thuật nhận hột và bề mặt đáy xử lý trên nền vàng để cho những viên kim cương long lanh, lộng lẫy, lấp lánh nhất, để tôn lên được cái viên chủ này là viên đá, một viên đá mà màu sắc và dắt cắt đều là theo yêu cầu của khách hàng chọn hết. Viên đá này là viên đá thạch anh tím, mà màu phải tím đẹp như thế này, chứ không phải tím nhạt quá mà cũng không được quá đậm, ở mức độ vừa phải như thế này thì mới tạo nên sự sang và sự quý phái được. Để chọn được một chiếc nhẫn đẹp, mẫu đẹp mà kết hợp với một viên đá đẹp thì hai cái đẹp đó cộng lại thì sẽ tạo nên sự đẹp đẹp. Nên là chiếc nhẫn này đẹp lắm, mà giá trị thì rất là vừa phải, mà ai trong chúng ta cũng có thể sở hữu được chiếc nhẫn này với sản phẩm cao cấp luxury từ Kỳ Lăng Luxury.